Hiện tại thì em đang cắm nhạc trực tiếp từ chiếc laptop các bác nhé, rồi ra đẩy này, rồi ra loa. Các bác lưu ý là chưa có sự can thiệp của vang này, của nâng tiếng hoặc của lọc các bác nhé, để các bác cảm nhận được cái chất mộc của chiếc đẩy đánh ra nó sắc nét như thế nào, và đôi loa cũng như vậy các bác nhé. Vâng, em xin được cảm ơn, chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh âm thanh của bên Michael Audio. Và thưa với các bác, trước mặt các bác đây đó là hai dòng sản phẩm hàng bái xịn được test cũng như là kiểm tra rất là tỉ mỉ để trước khi lên đường cho một bác khách. Đó là bác Đức Huy ở số 6 đường Liễu Giai, Hà Nội các bác nhé. Với hai dòng sản phẩm này là trị giá 14 triệu các bác ạ, 14 triệu. Thì bác Đức Huy đã đặt cọc bên em là 5 triệu rồi. Và lát thì bên em sẽ đóng gói cũng như là nhờ bên vận chuyển sẽ chuyển đến tận nhà cho anh. Một chiếc đẩy Sansui, thương hiệu của Nhật các bác nhé, hàng bái xịn luôn ạ, model là SA402. Và một đôi loa bát 30, một kèn thương hiệu Anh Quốc AM các bác nhé. Lát thì em sẽ test chất âm để các bác cùng cảm nhận về cái chất sắc nét và chi tiết ở trong hai cái dòng sản phẩm này các bác nhé. Với dòng đẩy Sansui thì rất là nhiều các bác nào mà khó tính thì cũng sẽ chơi được với những cái dòng này vì chất âm nó ra rất là xuất sắc. Thì cũng khá là nhiều các bác quan tâm đến cái kênh của bên em nhưng mà chưa biết cách để các bác có thể tìm hiểu đến cái kênh mà em hay review những cái dòng sản phẩm cũng như là các bộ karaoke, những cái bài mới nhất. Bây giờ thì em sẽ hướng dẫn các bác qua nhé các bác nhé, để các bác có thể tìm được. Các bác có laptop này hoặc là máy tính thì các bác có thể lên, thứ nhất là các bác có thể lên Google như thế này nhé các bác nhé. Lên Google này, một trang web lên Google và các bác gõ là Michael Audio. Đó, các bác enter giúp em. Thì sẽ hiện lên những cái video cũng như là cái kênh của bên em. Đây là những cái video của bên em đã đăng tải các bác nhé. Đó, và các bác có thể kích vào phần kênh Michael Audio này để các bác vào cái trang chính của bên em để các bác có thể biết được. Các bác kích vào phần video nhé. Video thì các bác sẽ nhìn thấy những cái video mới nhất bên em sẽ đăng. Ví dụ như là video đăng 4 giờ trước này, 1 ngày, 3 ngày trước này. Đó. Các bác lưu ý là các bác phải đăng ký kênh thì các bác mới nhận được những cái video thông báo từ YouTube hoặc là thông báo của bên em nhé. Còn ở đây thì em chưa đăng ký này, với cái này chưa đăng ký, các bác phải đăng nhập tài khoản, các bác đăng ký ở đây thì mới xem được những cái video mới nhất ở đây thì sẽ hiện lên. Hoặc là các bác nào chưa đăng ký các bác có thể gõ như vậy nhé, hoặc là các bác vào YouTube rồi nhưng mà các bác phải cũng gõ Michael Audio, các bác enter đó thì sẽ hiện lên cái kênh của bên em luôn. Đó, những cái video của bên em này, các bác kích vào kênh chính này rồi các bác ấn đăng ký này. Đó, đăng ký đây các bác nhé. Rồi tiếp theo đó là phần video đó, để các bác xem được những cái video mới nhất, các cái dòng sản phẩm của bên em đăng đó, và các bộ karaoke cũng như là các cái video hữu ích các bác nhé. Và bây giờ thì em sẽ test cụ thể hai cái dòng sản phẩm hàng bãi xịn này để các bác cùng cảm nhận nhé, cùng cảm nhận về cái chất lượng của hai cái dòng sản phẩm này. Bây giờ thì em sẽ mở nhạc các bác nhé. Hiện tại thì em đang cắm nhạc trực tiếp từ chiếc laptop các bác nhé, rồi ra đẩy này, rồi ra loa. Các bác lưu ý là chưa có sự can thiệp của vang này, của nâng tiếng hoặc của lọc các bác nhé, để các bác cảm nhận được cái chất mộc của chiếc đẩy đánh ra nó sắc nét như thế nào, và đôi loa cũng như vậy các bác nhé. Đây miên rượu nồng dành cho nhau, thay hương rượu ngọt bụi ban đầu. Đây câu nhạc buồn cho em đó, thay tiếng niềm cười. Đó, các bác sẽ thẩm âm được cái sắc nét của kẻ gọi là con trai con gái hát nhé. Trời nào xin em hiểu, anh vẫn tôn thờ bóng hình em. Bao đêm thương gần bên lòng, và ước đời em về chốn nào xa xăm. Đừng để cho nhau tin vô công hát sau đây. Đừng để cho nhau ân tình công nín chôn sâu. Vâng, thưa với các bác, thì tại sao em nói là từ sắc nét và chi tiết ở đây thì các bác sẽ nghe được kể cả con gái hoặc con trai hát thì nó rõ lời, nó từng chi tiết, từng lời một các bác nhé.
nam ra nam và nữ ra nữ, và tiếp theo đó là ba cái giải bát trùng tên nó tách bạch ra, nó không bị nhiễu hoặc là bị quyện vào nhau. Đó là cái sự sắc nét và sự chi tiết của chất âm đem lại các bác nhé. Mời các bác cùng thưởng thức tiếp ạ. Với những chiếc đẩy săn xui thì luôn là một cái gì đó rất là đẳng cấp và thương hiệu từ xưa đến giờ rồi. Vì cái chất âm của nó thì rất là chi tiết, nó sắc nét, kể cả những cái linh kiện các bác nhìn rất là chất lượng nhá. Đó. Phố đêm đèn mở răng răng, màu trắng như vì sao gối đầu yên. Phố đêm nhiều lần suy tư, ghi nhớ còn trong đời những ngày thương tích lớn. Mấy đêm làm úa trắng gầy, có những cái video thì em đã lên cũng như hướng dẫn các bác cái cách mà các bác có thể cảm nhận được một đôi loa hay nó như thế nào và cách làm sao để phân biệt được, thì có một cái video em có làm trên kênh rồi, các bác cũng có thể xem lại cái video đó. Khi các bác muốn test một đôi loa hay ạ, thì các bác nên đánh trực tiếp từ đẩy ra thì các bác sẽ biết được ba cái giải bát chung test của nó như thế nào. Có những đôi loa ví dụ như là nhiễu tạp âm nhiều, các bác mở lên thì cái tiếng nhạc bát lời chét của nó sẽ gần như là nó hòa vào với nhau hết, nó không thể hiện được rõ nét là những cái giải, ba cái giải nó không thể hiện được rõ nét các bác nhé. Kể cả những chiếc đẩy cũng vậy đó, nhưng với những chiếc đẩy mà nó kém chất lượng khi các bác đánh lên, kể cả những dòng loa xịn cũng vậy, thì nó sẽ cũng không lên được, vì căn bản là ba giải đó gần như là nó hòa vào với nhau, nó gọi là nó nhiễu tạp âm đấy ạ, thì nó sẽ hòa với nhau, các bác sẽ không phân biệt được là cái đâu là ở phần giải bát, đâu là phần giải chét. Nhất là khi các bác đánh nhạc sàn đấy ạ, các bác đánh nhạc sàn các bác chỉ biết được cái bát nó có mạnh hay không thôi, nhưng mà ba cái giải kia thì các bác chắc chắn sẽ không thể nhận ra được đó là cái giải nào nó chuẩn, đó cái giải nào mà nó ra đúng và nó có các cái giải nó tách bạch. Đó là cái lý do mà bên em luôn test những cái chiếc đẩy cũng như là đôi loa để các bác có thể cảm nhận được khi các bác test nghe chất lượng như vậy và về các bác sử dụng nó cũng như vậy các bác nhé. Nếu các bác sử dụng một chiếc nâng tiếng hoặc một chiếc lọc, một chiếc vang các bác can thiệp vào thì lúc đó thì các bác muốn tăng cái gì nó cũng sẽ lên. Nhưng mà đã là sắc nét thì các bác tăng thì nó vẫn sắc nét. Nhưng mà khi mà nó nhiễu tạp âm, nó quyện với nhau thì các bác có tăng rời thì nó vẫn thế các bác nhé. Các bác kể cả các bác dùng một chiếc loa kém, các bác dùng cục đẩy xịn hẳn vào nó cũng sẽ không lên được phần trăm nhiều. Nhưng mà nó vẫn thể hiện được chất lượng của chiếc đẩy, nhưng mà nó sẽ không thể hiện được về phần đôi loa nhiều các bác nhé. Nó sẽ vẫn lên được cho các bác khoảng 3-40%, nhưng mà nó sẽ không được sắc nét chi tiết như những cái dòng loa xịn và hay. Đây là hai cái dòng sản phẩm mà bác Đức Huy ở số 6 Liễu Giai, Hà Nội đã tin tưởng và đặt tại cửa hàng Micro Audio. Thì em cũng vừa nói rồi, bác có đặt cọc 5 triệu và lát thì em sẽ nhờ bên vận chuyển. Hiện tại thì dịch giá như thế này thì bên em cũng vẫn liên hệ được với những bên chuyên chuyển hàng luồng xanh các bạn. Thì người ta đã được test Covid này, có giấy tờ đủ để người ta có thể vận chuyển được cái hàng về tận nơi cho bác Đức Huy. Các bác nào mà có nhu cầu với những bộ dàn karaoke hoặc các cái thiết bị karaoke thì có thể liên hệ trực tiếp với bên em qua số điện thoại 0977 434 361, hoặc là các bác cũng có thể lên YouTube và thẩm âm những cái video mà bên em đã đăng tải cũng như là các cái dòng sản phẩm. Và các bác đừng quên đăng ký kênh các bác nhé, đăng ký kênh để nhận được những cái video mới nhất mà bên em sẽ đăng tải, như những cái video ở đây. Nếu mà các bác chưa đăng ký cũng có thể lên trực tiếp các cái trang web để các bác tham khảo, gõ Micro Audio là ra các bác nhé. Ok, em cũng xin được kết thúc video. Rất là cảm ơn bác Đức Huy
đã sử dụng các dòng sản phẩm bên em. Hẹn gặp lại các bác cũng như là bác Đức Huy trong các clip tiếp theo.